Thú vị đường Trần Hoàng Na do Ban Quản lý Dự án ODA làm chủ đầu tư, được xây dựng và chính thức hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2021, đã khắc phục tình trạng ung tắc giao thông, tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ của các phường nội U. Tuy nhiên, trên tuyến đường này đã xuất hiện nhiều vị trí rạn nước mặt đường và sụp cống tạo ổ gà gây mất an toàn cho việc đi lại lúc ban đêm và trời mưa. Để cảnh báo người đi đường, người dân đã tự che chắn xung quanh phần cống bị sụp. Tuy nhiên do vị trí sụp cống lớn nên nguy cơ gây tai nạn giao thông cao cần phải được các ngành chức năng kiểm tra khắc phục. Được biết, công trình xây dựng đường Trần Hoàng Na đi từ đường Nguyễn Giang Cừ đến cầu Trần Hoàng Na có giá trị xây lắp trên 200 tỷ đồng. Từ giữa năm nay đã bàn giao cho quận Ninh Kiều để quản lý và duy tu khai thác.